Hello, ngày mới dân bãi xin chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bãi tiếp tục làm món cá viên chiên sốt siêu cay nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem dân bãi làm nha cả nhà. Bắt đầu caramel làm nước sốt nha cả nhà. Dân bãi mà nghe caramel mà làm món ăn cho dân bãi sợ quá cả nhà ơi. Tiếp tục caramel cho nước lọc vô nha cả nhà. Rồi rồi con ớt cả nhà, dân bãi nhàn nghe mùi ớt là dân bãi nhảy mũi đưa ho luôn cả nhà, quá cỡ rồi. Củ hành vô nữa nha cả nhà, chảo nóng bắt đầu caramel đổ dầu vô nha cả nhà. Caramel đổ nước sốt vô nha cả nhà, đầu vô bột ớt nó nổi lên dân bãi thấy chóng mặt luôn cả nhà ơi. Cháy cho thấy lên nước nó sệt trở lại nha cả nhà, đầu giờ là cái nước sốt nó sệt lại rồi nha cả nhà, nó đỏ rồi cả nhà, dân bãi thấy chóng mặt luôn cả nhà ơi. Chảo nóng rồi caramel đổ dầu vô nha cả nhà, đổ dầu vô chiên cá với lại bò với lại tôm vừa viên nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu caramel bắt cái chảo nước sốt vô để đổ bò vô viên rồi vô sốt nha cả nhà. Dân bãi sắp lên mâm xong rồi cả nhà, giờ dân bãi quét tương ớt mời cả nhà nha cả nhà. Dân bãi mời cả nhà. Nó ngon mà nó nướng ớt nó cay cả nhà, quá đã. Miếng dưa leo cả nhà. Quá ngon, cay quá cả nhà ơi. Caramel nó không có làm cái món nào mà không cay hết cả nhà. Không gồ nó cay, cái nước sốt nó kẹo. Ngon cả nhà. Quá chưa. Cái chén tương ớt. Ớt nó lên luôn nè cả nhà. Quá đã. Nhân bãi mời cả nhà. Nó ngon. Mà nó cũng quá cay luôn cả nhà ơi. Đã quá. Đã ngon quá cả nhà ơi. Món này ngon. Ăn cái này không biết được bao nhiêu mà caramel làm cho. Làm cho dân bãi còn xài một dĩa vậy chịu nổi không cả nhà. Quá sức cái mầm này cả nhà ơi. Đã, lớp dân bãi thơm nó luôn vậy cả nhà. Đã. Bắp cũng dừa. Vớt vô nước sốt. Quá ngon. Hai tay luôn cả nhà. Quá ngon. Dân bãi mời cả nhà. Cái món này hàng sang không có thằng nào có nhà hết nha cả nhà, thằng lớn thằng nhỏ bận công việc hết rồi cả nhà. Nay dân bãi có số hởn mà cả nhà,
số hưởng quá ngon. Gấp hai viên bò và viên dân bãi mời cả nhà nha cả nhà. Quá ngon, quết một phần ớt nữa cho nó đã cả nhà. Đã bóc mình vừa. Dân bãi ăn kép cho caramel thèm luôn nha cả nhà. Quá ngon. Đồ luôn. Quá lạ. Thèm chưa caramel? Caramel lắc đầu cả nhà. Caramel nó ăn cay không được, nó làm toàn là món cay không bởi nó không thèm cả nhà ơi. Nó thấy ớt nó sợ cả nhà. Quá ngon. Bán mời cả nhà. Kèm với dưa ngon cả nhà. Món này nóng cay dữ cả nhà. Quá ngon. Có thể ông bãi kèm vô trái xài thử coi nó ra sao nha cả nhà. Có ba cái thằng này nó cộng lại coi như thế nào nha cả nhà. Tiên mình quết phần ớt đi cả nhà. Cả nhà thấy phần ớt không? Thêm một viên tôm nữa cả nhà. Cộng vô trái xài nữa cả nhà. Mình trong bãi thử ba cái này coi nó cộng lại nó như thế nào nha cả nhà. Nó ngon. Mà cái bánh ớt nó cay, được cộng thêm trái xoài vô cả nhà. Cắn. Trời ơi. Cả nhà coi à. Trái xoài nó chua. Quá cỡ cả nhà ơi. Cả nhà biết trái xoài non không? Cái này xoài cát và lọc quê trồng á cả nhà. Cỡ này là cả nhà biết nó chua như thế nào rồi. Quá cỡ. Trái xoài nó chua. Cái phần ớt thì nó cay. Cái viên bò vào viên thì nó ngon cả nhà, nó thấm cái nước sốt á. Nó quá ngon mà nó cũng quá cay, nó cũng quá chua luôn. Quết lát ớt mà nó vô hai lát luôn cả nhà. Cộng thêm một lát dưa leo nữa. Quá ngon, cũng quá cay luôn. Cái ớt gì mà nó cay, chấm từng ớt luôn cả nhà. Cũng coi nó giảm độ chua là bớt không cả nhà. Chứ chấm mà muối này nó chua chịu không nổi cả nhà. Cậu rồi nó chua. Nó chua mà trong bãi mở con mắt ra không được luôn cả nhà. Quá nó chua ê cái răng luôn cả nhà. Quá cỡ. Quá ngon. Lạc ớt vô luôn. Nó cay. Bò vô riêng với lại tôm vô riêng cả nhà. Với cá vô riêng nữa. Quá ngon. Nhiều đây một caramel nó sợ chưa đủ cay nó làm cho. Thêm một cặp ớt nữa nè cả nhà. Trời đất câu cay. Ăn cho caramel nó thèm luôn cả nhà. Vô. Vô luôn cả nhà. Quá chuột, nó thoát luôn. Nó đã. Nó chua. Chua dòng bãi dùng mình luôn cả nhà. Cả nhà coi xài dây chịu đời nổi không cả nhà. Quá cỡ. Cái này caramel thử thách rồi dân bãi mà ăn hết cái này mà không có tiền nha cả nhà.
cả nhà thấy quá buồn không cả nhà? Caramel nó cho ăn mà nó không có thưởng tiền cả nhà. Dân bãi thấy quá buồn luôn. Này dân bãi cố gắng coi thắm caramel luôn nha cả nhà. Cố gắng đại luôn. Ăn còn hết một cái mâm này nổng nha cả nhà. Rồi gặp áp được tới luôn. Cài cho mình cài tới luôn cả nhà. Đây. Nó không chịu vô mà. Vô này không biết cách làm sao mà cái đầu cả nhà. Nó quá đắng cả nhà. Dưa mà chấm tương ớt nó cũng ngon, dù con cái nó quá cay cả nhà. Chứ nó cũng ngon cả nhà. Cái đầu này nó đắng quá. Đắng. Bãi mời cả nhà. Ngon. Dùng miếng xài mới đã cả nhà. Này caramel mua 6 bọc nha cả nhà. 6 bịch. Bảy mời cả nhà. Quá ngon. Chớ ớt người cắn vô nó mới phê cả nhà. Nửa trái luôn. Trời ơi chớ ớt nó cay. Chớ ớt nó xíu mà nó cay. Nhức cái đầu luôn cả nhà. Trời quá cỡ. Dân bãi cố gắng là được nhiều nha cả nhà. Chứ cái mần này chắc dân bãi không hứa là phải ăn hết rồi cả nhà. Bãi mà cả nhà cũng trời. Rồi cũng chua. Quá ngon. Nước sốt này caramel làm ngon quá cả nhà. Nước sốt này caramel làm ngon cả nhà. Quá ngon. Nó cay nhiều nó cay mà nó ngon lắm. Nhân bãi ăn cả nhà. Trời ơi chớp nó cay. Quá đã. Caramel nó đổ đồ dừa viên với lại tôm dừa viên vô á. Nó sốt cả nhà trên lửa. Bò dừa viên với cá dừa viên luôn. Nó rút cái nước sốt vô cả nhà. Nó quá ngon cả nhà. Điều nó cay quá. Nhưng bãi mời cả nhà. Cái xài thì nó chua. Ôi là chua. Quá lạ cả nhà. Nó cũng thế nào nó cái mâm này cả nhà. Cái 6 bịch cái số lượng nó nhiều quá cả nhà. Cái lát ớt này. Cái thanh ớt mà dòng bãi quét nó dính luôn cả nhà. Trời vô phải cay luôn. Cộng thêm khúc ớt này vô nữa cả nhà. Dòng bãi mời cả nhà. Lúc cho mình vô miếng xài nữa cả nhà. Quá đã luôn. Cái xài nó chua. Quá cả nhà. Chua chịu đợi cũng nổi luôn cả nhà. Vừa vô.
quá ngon. Bảy mời cả nhà nha. Nán quá cả nhà. Nó béo đập cái nước sốt này. Nó quá ngon lành. Cho mình béo nán ăn không nổi nhiều cả nhà ơi. Rồi gặp tương ớt nó cay. Rồi cái nước sốt này cao lên. Đổ bột ớt cho nhiều quá nó cay. Dữ dằn cả nhà. Không nổi cả nhà. Nhân bãi ăn cũng hết bừng nữa cả nhà. Quá ngắn cả nhà. Không nấu nữa cả nhà. Video này tới đây về dân bãi rồi xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dân bãi với caramel có hay thì cả nhà cho dân bãi với caramel xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi với caramel có động lực quay những video khác hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thì dân bãi xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha cả nhà.